Chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin Phạm Hương được Phan Thái sang đón ở trung tâm thương mại. Sự xuất hiện của nàng hậu đã được đón nhận rất nồng nhiệt ở Thái. Vài ngày qua, Phạm Hương đã rời Việt Nam để sang Thái, kết hợp vừa du lịch vừa làm việc. Sau khi chiêu đãi các fan ở nhà, loạt ảnh bikini khoe thân hình chuẩn S-line. Chiều nay, Phạm Hương đã có buổi gặp gỡ với các fan Thái Lan. Phạm Hương rạng rỡ trước các fan Thái. Cô nàng được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, cực kỳ thân thiện chụp ảnh với các fan. Được biết, buổi gặp mặt giữa Phạm Hương và các fan Thái diễn ra tại trung tâm thương mại nổi tiếng Seam. Các fan bản xứ cực kỳ chu đáo khi tiếp đón nàng hậu của Việt Nam. Không chỉ chuẩn bị hoa mà còn làm giải băng đeo chéo cho cô nàng nữa. Một không khí của buổi gặp gỡ vô cùng thân thiện và ấm áp. Phạm Hương không ngớt nụ cười khi tiếp nhận tình cảm của các fan nước ngoài. Khi được đề nghị trình diễn kết quốc, Phạm Hương cũng không ngần ngại, khoe tài ngay trong sự tán thưởng không ngớt của người hâm mộ Thái. Kể từ sau cuộc thi Miss Universe 2015, Phạm Hương đã trở thành cái tên được cộng đồng quốc tế ghi nhận và yêu quý. Rất đông fan hâm mộ nước ngoài tỏ ra tiếc nuối vì cô không giành được thứ hạng cao nhất tại đấu trường sắc đẹp này. Điều may mắn là kể cả sau khi cuộc thi kết thúc, Phạm Hương vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cổ vũ từ rất đông đảo fan nước ngoài. Điều mà không phải hoa hậu nào cũng làm được. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.